co giờ budget của ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng tiếp tục lao dốc, nhà đầu tư hoang mang, kéo nhau bán tháo. Giá đồng Diamond Boy Coin của ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng tiếp tục lao dốc khiến nhà đầu tư hoang mang, rủ nhau bán tháo. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, chiều tối ngày 16 tháng 11, giá của đồng tiền mã hóa Diamond Boy Coin giờ budget của ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng đã tiếp tục lao dốc, giảm còn 0,03 đô la Mỹ so với mốc đỉnh 0,145 USD lập được vào tối ngày 28 tháng 9. Giá của đồng tiền mã hóa Diamond Boy Coin hiện đã giảm gần 5 lần. Trong hội nhóm nhà đầu tư giờ budget trên Facebook, nhiều người cho biết cảm thấy hoang mang sau khi đã đầu tư vào đồng tiền số này, thậm chí kêu gọi nghỉ đầu tư. Muôn đâu không thấy, toàn thấy giảm, có khi nào đi luôn không ta, sắp ra đảo hàng loạt rồi. Nghỉ chơi giờ budget đi, là các bình luận đề cập đến tình trạng tiếp tục giảm của đồng tiền số giờ budget. Diamond Boy Coin được phát triển dựa trên nền tảng Binance Smart Chain và có thể giao dịch tương tự Bitcoin hay Dogecoin. Theo chia sẻ của Johnny Đặng, khách hàng có thể sử dụng giờ budget coin để mua trang sức từ cửa hàng của ông. Ông Hoàng Kim Cương còn cho biết sẽ phát hành các tác phẩm NFT, token không thể thay thế, trong tương lai dựa trên đồng tiền ảo này. Dự án Diamond Boy Coin đầu tiên sẽ hợp tác với các rapper nổi tiếng ở Mỹ để phát hành vé xem ca nhạc được mã hóa, mà người tham gia có thể sử dụng đồng tiền số giờ budget để mua vé. Tuy nhiên, theo các nhà đầu tư, giờ budget vẫn là một token nhỏ với khối lượng giao dịch chủ yếu trên sàn phi tập trung, DeFi, vốn có thể dễ dàng bị thao túng bởi nhà đầu tư bất kỳ. Việc mua bán đồng tiền này khá phức tạp. Người dùng chỉ có thể trao đổi qua các sàn giao dịch như Pancakewap, Bebop, Bitmart. Thông tin từ trang chủ của Diamond Boy Coin cũng cho biết việc nắm giữ tiền mã hóa là hoàn toàn rủi ro. Công ty Johnny Yang Co sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay lợi ích nào. Sàn tiền mã hóa PooCoin trước đó ghi nhận đồng giờ budget đã tăng trưởng khoảng 10.000 lần từ mốc giá 0,00001 USD trước khi biến động và lao dốc về mốc 0,03 USD như hiện tại. Tại Việt Nam, đại diện ngân hàng nhà nước đã nhiều lần phát đi thông điệp các loại tiền ảo không phải là tiền tệ và cũng không phải là phương thức thanh toán hợp pháp.